Chào quý anh chị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại nghệ thuật Vông và làm nhung chai của Vương Phúc Yên Vĩnh Phúc. Hôm nay xin được giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một mẫu cục đẩy thương hiệu Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc, chuyên dùng cho sự kiện và đặc biệt là gia đình vô cùng thích hợp. Ngay sau đây mời anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng nội thất của chiếc cục đẩy Gret Audio này. Ở đây là chiếc cục đẩy Gret Audio thương hiệu Mỹ. Và đặc biệt đây không phải là hàng kiểu như là Gret Audio CA20, CA19, CA30, 35 đâu ạ. Đây là hàng chính hãng, hàng chuẩn luôn đây ạ. Sử dụng 16 sò sen ken loại to. Vâng ạ, sen ken to ạ. Sen ken to 34i, 8 tụ lọc nguồn và một nguồn 19 inch và một nguồn 19 cm ạ. Đây ạ, rất là đấy, bằng nhựa và cái này bằng sắt, không phải là đồ bằng giấy dán giấy đâu ạ, nên là rất là xịn nguyên bản. Công suất cực đại lên 2800W, giá cho anh em là 3.300.000. Đây là giá của hộ nghèo ạ, anh em nào nghèo thì nhảy vào ạ. Đánh một cặp 40 côn 100 và hai cặp 30 côn 76 thoải mái luôn, đánh súp đơn thoải mái luôn. Anh em liên hệ với Quốc Chiến nhé.